Hey, xin chào cả nhà, mình tên là Jenny. Thì hôm nay là tròn 3 tháng mình làm vlog. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, chia sẻ và có những đóng góp tích cực dành cho vlog của mình. Cảm ơn tất cả mọi người vì trong suốt quá trình mà mình làm vlog thì các bạn đã luôn nhắn tin từ các trang mạng xã hội để hỏi về những cái thông tin không chỉ về đất nước Phần Lan và những đất nước khác, chẳng hạn như Thụy Điển, Ý và Đức, để các bạn có một cái nhìn khái quát hơn về đất nước Phần Lan. Thì đây cũng là mục đích của vlog của mình, để chia sẻ cuộc sống du học của Phần Lan, và mục đích lớn hơn nữa là để đóng góp cho giới trẻ tụi mình, để các bạn có một cái nhìn khái quát hơn về đất nước Phần Lan ha. Thì hôm nay là một cái vlog rất là đặc biệt. Và vlog này mình xin phép chê đất nước Phần Lan một lần. Khi đi du học thì chắc chắn sẽ có những cái mặt tối, và mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn vừa tích cực và vừa tiêu cực về đất nước Phần Lan. Trước khi mình nói về vấn đề tích cực thì hôm nay mình sẽ nói về những vấn đề tiêu cực trước ha. Đối với bản thân mình thì mình nghĩ sẽ có 6 mặt tiêu cực của đất nước Phần Lan mà hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Thứ nhất, đó là về vấn đề thời tiết. Thời tiết ở Phần Lan rất là khắc nghiệt. Mùa đông thì nó kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng, rất là lạnh luôn. Bởi vì nằm ở trên cực bắc của trái đất, cho nên là quanh năm suốt tháng khí hậu ở Phần Lan thì rất là mát mẻ vào mùa hè, nhưng mà lại cực lạnh vào mùa đông. Thậm chí là thời tiết nó rất là khắc nghiệt luôn đó mọi người. Mình đã trải qua được thời tiết mùa đông đầu tiên, cho nên mình cảm nhận khá là rõ ràng. Hôm trước thì nó là âm 21 độ, nhưng ngày hôm sau thì nó lại tăng lên là âm 17 độ. Thậm chí ngày hôm sau nó lại lên là 1-2 rồi nó sẽ giảm xuống. Nó rất là thất thường, như vậy thì sẽ dễ bị bệnh. Mình nên bổ sung vitamin D cũng như là những cái chất dinh dưỡng khác để mình có thể có sức đề kháng tốt để chống chọi lại với mùa đông ở bên Phần Lan. Và điều tiếp theo mà mình không thích ở thời tiết Phần Lan đó là mặt trời. Ở mùa đông á, thì mặt trời nó sẽ mọc rất là ít luôn. Vì thế là vấn đề là mình dậy rất là ể oải. Thời tiết ban ngày á, thì nó không có nắng mà nó sẽ tối hoài luôn. Ban ngày thì rất là ngắn, cho nên là cái khả năng tập trung làm việc của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với khi có ánh nắng mặt trời. Thì điều đó các bạn cũng nên cân nhắc, và hy vọng là các bạn sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với lại thời tiết Phần Lan. Và đây cũng là điều tiêu cực mạnh mẽ nhất mà mình nghĩ là mình cần phải vượt qua được. Và vấn đề thứ hai là vấn đề về trầm cảm. Thì các bạn sẽ thấy được một số những cái bài báo nói rất đúng vấn đề trầm cảm. Du học sinh tụi mình thì đã khá là quen với sự nhộn nhịp ở bên Việt Nam, nhưng khi qua bên Phần Lan thì nó sẽ trái ngược lại hoàn toàn. Cuộc sống tệ nhạt nè, buồn chán, và thậm chí là mùa đông kéo dài, rồi cộng thêm áp lực về công việc, việc học, các bạn sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái đó là không thể chia sẻ với một ai khác, và dẫn đến tình trạng là trầm cảm rất là nhiều. Mình sẽ có một cái tip riêng dành cho các bạn. Đối với bản thân mình đã trải qua mùa đông đầu tiên thì mình thấy là mình không nên để bản thân mình rơi vào tình trạng là không có việc gì để làm. Mình sẽ tận dụng thời gian rảnh để làm những điều mà mình thích. Thì khi đó thời gian nó sẽ trôi qua rất là nhanh, sẽ không có thời gian để các bạn suy nghĩ đến những cái điều tiêu cực. Thì đó là cái tip của mình. Thứ ba mà mình muốn chia sẻ đó là về vấn đề dân cư thưa thớt. Và mình nghĩ điều này là vừa tiêu cực và vừa tích cực luôn. Vì lý do tại sao? Theo mình nghĩ, cái vấn đề tích cực ở đây là thưa thớt như vậy thì các bạn sẽ dễ sống hơn, rồi đi ra ngoài đường thì sẽ có cái khoảng cách không gian riêng, và thậm chí là nó sẽ thoải mái hơn cho bản thân mình khi mình đi ra ngoài đường. Tuy nhiên, nó sẽ có mặt tiêu cực như vậy là các bạn. Đối với dân cư thưa thớt á, thì khi mà các bạn đã quen được cuộc sống nhộn nhịp, quen được xe cộ và người đông đúc ở bên Việt Nam, và khi các bạn qua bên Phần Lan thì các bạn sẽ thấy được là sự khác nhau hoàn toàn luôn. Dân cư thưa thớt, đặc biệt là đối với những thành phố nhỏ, thì các bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để mình không bị sốc khi mình qua bên Phần Lan. Các bạn thử tưởng tượng ha, Việt Nam và Phần Lan có diện tích lãnh thổ gần như là tương đương, tuy nhiên thì dân số Phần Lan nó chỉ bằng một phần của thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì các bạn sẽ cảm thấy khá là sốc khi mà các bạn qua bên Phần Lan á. Và vấn đề thứ tư mà mình muốn nói đến là vấn đề tiêu cực về ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Phần Lan khá là hay, tuy nhiên thì nó rất là khó, và đó là một trong những ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Và khó nhưng không phải là mình không học được. Do đó thì các bạn nên chuẩn bị hành trang vốn liếng về tiếng Phần để mình qua bên Phần Lan, mình sẽ dễ dàng hòa nhập hơn với xã hội, với người dân ở bên đây. Và vấn đề thứ năm đó là vấn đề về lối sống. Người Phần Lan sống rất là chậm, và cuộc sống thì nó khá là yên bình. Và mình nghĩ đây cũng là hai vấn đề, một là tiêu cực và hai là tích cực. Tích cực ở đây là các bạn sống chậm
và lối sống yên bình giới trẻ của mình thích nhộn nhịp hơn, nhưng mà tuy nhiên thì cái đích đến đó là sự yên bình về trong tâm hồn và cũng như là cuộc sống. Thì Phần Lan đã làm khá là tốt về vấn đề này, và Phần Lan có thể cung cấp cho bạn sự yên bình và sự cân bằng giữa việc học, công việc và những cái sở thích, thời gian dành cho bản thân mình. Tuy nhiên, đối với mặt tiêu cực ở đây là sẽ không phù hợp với những bạn hướng ngoại, bởi vì hạn chế những khu vui chơi nè, bar, karaoke hay những quán nhậu vỉa hè giống như ở Việt Nam, mà những thành phố nhỏ hầu như rất là ít về những khu vui chơi đó, thì các bạn hướng ngoại ha, các bạn có thể xem xét về vấn đề đó. Và vấn đề cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là về vấn đề chi phí. Chi phí ở Phần Lan khá là đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu mình so sánh với các nước châu Âu lân cận khác thì mình thấy đó là mức trung bình, không quá là mắc so với những nước khác. Mình có một cái quan điểm như vậy nè mọi người, khi mà mình bỏ tiền ra để mình mua một cái gì đó thì mình cảm thấy nó có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra hay không. Bỏ tiền ra với một chi phí khá là đắt đỏ, tuy nhiên thì cuộc sống chất lượng cao, cuộc sống của mình được đảm bảo, những cái gì mình nạp vào cơ thể của mình, những gì mình ăn, mình uống, mình nạp vào cơ thể của mình đều có chất lượng cao, thì cái vấn đề chi phí về giá cả nó sẽ vượt qua rất là sớm thôi. Bởi vì mình đã từng trải qua cái giai đoạn đó là đi qua bên Phần Lan, thấy cái gì nó cũng mắc, cái gì nó cũng mắc hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái số tiền mình bỏ ra nó có thực sự đáng hay không, thì mình nghĩ đó là câu trả lời thì các bạn có thể tự tìm cho bản thân mình. Đó là những cái vấn đề tiêu cực về đất nước Phần Lan. Phần Lan không phải là màu hồng như các bạn nghĩ. Tuy nhiên thì những cái vấn đề tích cực thì nó sẽ áp vấn đề tiêu cực. Về những vấn đề tích cực thì mình sẽ chia sẻ ở vlog sau ha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.